Vâng, bây giờ thì Khởi Minh sẽ có hai cái món quà dễ thương dành tặng cho hai vị khách mời ngày hôm nay. Sẽ đọc thư của ai trước đây? Anh Don trước đi ha. Rồi. À, đây. Lá thư này gửi từ bạn Sunny. Đây, Khởi Minh xin đọc thư của bạn Sunny, Sunny nha. Thân gửi anh Don Nguyễn, em là một khán giả hâm mộ cỡ bự với những biệt tài hài hước của anh. Lần đầu tiên em biết đến cái tên Don Nguyễn là qua clip hát nhép Vọng Cổ Tiên, rất là đáng yêu và hài hước. Tiếp đến, em ngày càng bị ấn tượng và thu hút bởi những bài hát và những video clip cực vui, cực hài và cực độc đáo của anh trên YouTube. Sau đó tìm hiểu thêm về anh thì em bất ngờ khi biết anh là một du học sinh ngành kinh tế. Nhưng trước đó anh đã từng học múa nè, từng lập nhóm nhảy nè. Vậy thì có thể nói là máu nghệ thuật đã vốn ngấm vào con người anh, chứ đâu phải là anh từ kinh tế rẽ ngang sang làm nghệ thuật đâu, đúng không? Từ lúc anh về hoạt động nghệ thuật trong nước, em từ từ thích cái kiểu vui vui ngộ ngộ của anh, sang hâm mộ anh với những màn biểu diễn thật là hài hước, với những vai diễn trên phim. Em đã muốn viết lá thư này và gửi về cho anh lâu lắm rồi, nhưng em không biết phải gửi trực tiếp cho anh bằng cách nào. Thế nên em quyết định gửi lá thư này về chương trình Alo Alo của Dây One TV. Vì nếu anh Don được làm khách mời của chương trình này, thì thư của em sẽ đến tay anh và sẽ được giao lưu với anh. Qua Dây One, em muốn gửi lời chúc anh Don Nguyễn ngày càng thành công và thành công hơn nữa anh nhé. Bây giờ thì Khởi My sẽ gọi điện thoại cho bạn khán giả này và chắc chắn là bạn sẽ rất là vui khi được trò chuyện với anh. Bộ phận kỹ thuật cho em kết nối với số điện thoại 0906397746. 0906397746. Một lá thư phải nói là rất là ý nghĩa đối với anh Don. Bây giờ thì anh Don sẽ giữ nó nha. Một khán giả. Gia đình rơi mai mai chúng ta sao lại lắm nhau trong thân yêu gì vậy thân yêu đâu mai sau tương lai khốn cùng. Cái vai ta cũng vừa khó khăn. Dạ alo. Alo alo, xin chào bạn. Dạ xin chào Khởi My ạ. Khởi My gọi bạn từ chương trình Alo Alo đây ạ. Không biết sáng giờ bạn có đang xem trực tuyến không? Dạ có, mình đang chờ mong lắm đây nè. Đây bạn ơi, bây giờ thì Khởi My đang ngồi kế bên một cái idol cỡ bự của bạn, đó chính là anh Don Nguyễn. Và bây giờ bạn sẽ nói chuyện với anh Don nhé. Dạ. Hai em, anh Don chào em Sunny. Alo. Alo. Ừ, em nghe anh nói không? Dạ nghe rồi, giọng anh ấm lắm anh. Cảm ơn em. Em rờ giọng anh xíu đi, em lạnh. Thứ nhất anh Don thì... ơi, cái hỏi này nha. Rồi em hỏi đi. Dạ, em biết là anh vừa mới xuất xưởng ra một cái clip. Vậy thì anh có thể chọn một ca khúc nào mà anh thích nhất ở trong cái clip mới nhất của anh á, anh hát cho em với lại mấy bạn khán giả nghe nha. Chỉ cần hát quá sức kỳ vậy. Cậu ấm đi. Phải đọc thư mà, chương trình đọc thư mà. Đọc thư rồi, nhưng mà bạn khi mà bạn gửi lá thư này về thì bạn được một cái đặc quyền là sẽ được yêu cầu anh Don làm hát một ca khúc cho bạn nghe. Rồi, thứ nhất thì anh phải nói lời cảm ơn em, bởi vì em đã cất công viết cho anh một bức thư bằng tay. Tại vì thời buổi bây giờ mà nhận được bức thư viết bằng tay rất là quý. Đúng rồi. Thời buổi thông tin mà. Đúng rồi. Thì bây giờ còn nhận được rất là quý, anh cảm ơn em. Thôi bây giờ anh chọn một bài để hát tặng em và hát tặng khán giả chương trình Alo xin nhé. Và Thanh Duy sẽ muốn minh họa nhé. Được, tặng cho Thanh Duy, em nói là tặng cho Thanh Duy mà. Và Khởi My cũng muốn minh họa nhé. Hả? Dạ vâng, dạ vâng. Tặng cho Thanh Duy mà không phải. Bài gì anh? Bài gì dễ dễ thôi. Nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi. Vẽ một nụ cười anh. Vẽ một nụ cười đi nha. Vẽ một nụ cười, rồi. Dạ. Một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Luân mang tên Vẽ một nụ cười. Hai mình ngồi kế. Dạ, cảm ơn anh ạ. Vẽ thêm một nụ cười, vẽ thêm ngàn lời yêu thương và những phút giây bên em. Vẽ những điều ngọt ngào từ tia nắng hồng, nắng soi dáng em hồn nhiên. Vẽ con đường thật dài, vẽ thêm từng hạt mưa bay thật ấm đeo tay trong tay. Vẽ những điều dại khờ, nhiều khi thẫn thờ, có lúc anh hay thầm mơ. Để anh được cầm đôi tay em, để ta lại tựa vai nhau,
Nhưng lúc bên em anh muốn đôi ta lại chẳng rời xa. Hãy giữ cho nhau từng nụ cười và tình yêu của hai người. Hãy cho anh những phút yên bình, vẽ thêm bầu trời bao yêu thương, sớm mai gọi bình minh lên. Hạnh phúc bên em là lúc đôi ta ngồi tựa vai nhau, những ước mơ sao ngọt ngào và tình yêu mãi dâng trào, giống như ánh trăng và sao tựa bên nhau. Vừa rồi thì anh Don đã dành tặng cho bạn ca khúc Vẽ Một Nụ Cười, và Khởi My hy vọng rằng ngày nào bạn sẽ cũng vẽ cho mình một nụ cười thật tươi bạn nhé. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn em và chào em. Chào anh Don Nguyễn, chào anh Thanh Duy ạ. Chào em. Một cô bé rất là dễ thương, nghe cái giọng nói thôi là thấy rất là ngọt ngào đúng không anh? Bây giờ thì tới lá thư của anh Thanh Duy đây. Anh được đọc đây. Không hay là em đọc? Anh đọc cũng được. Nếu như mà anh đọc thì... anh phải đọc truyền cảm nha. Lá thư của anh Duy màu hồng mới chịu. Rainbow của cô bé có nickname là Rainbow, cầu vồng nhiều màu sắc. Hai chương trình Alo Alo, chương trình giúp em gửi thư này đến anh Thanh Duy với nhé. Anh Duy ơi, em là một fan cứng của anh đây. Em thích anh từ hồi Việt Nam Idol lận, thời mà anh đội mũ phớt cầm gậy hát bài Tôi Thích Kìa. Em bị ấn tượng bởi giọng hát rất lạ của anh từ hồi đó. Mà lúc đầu thì em cứ nghĩ con trai gì mà hát như con gái. Nhưng rồi em nghiện cái giọng ấy lúc nào không hay. Em được biết ngoài đi hát, anh Duy còn làm thầy giáo, làm PR ở một công ty nữa. Khâm phục thiệt. Em đăng ký ở Bộ Ngoại giao để được học với thầy giáo Thanh Duy hoài mà không được. Buồn ghê à. Nhưng em vẫn đăng ký và chắc chắn sẽ có một ngày em được thọ giáo với thầy Thanh Duy. He 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 he. Bạn này thích he he đúng không? Mà anh Duy ơi, sao dạo này em thấy anh ít hát quá vậy? Anh đừng có mê công việc quá mà bỏ hát đó nha. Em không tha cho anh đâu đó. Rồi bây giờ là hi 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 hi. Những dòng cuối cùng đây, em chúc anh Duy ngày càng thành công trên con đường ca hát. Chúc cho chương trình Alo Alo ngày càng vui và có thêm nhiều khách mời nhé. Hô 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 hô. Không có. Mọi người thêm thắt vô quá. Bây giờ thì anh đã tận tay cầm lá thư rồi đọc lá thư của mình luôn. Bây giờ thì mình sẽ gọi điện thoại cho bạn. Rồi nha. Đó là hồi hộp gọi điện thoại cho bạn Rainbow nha. Cho em kết nối với số điện thoại 0166355512 ạ. 0166355512. Một lá thư viết tay rất là ngăn nắp, gọn gàng. Chữ thì rất là dễ thương, không nắng nót lắm nhưng mà đủ có thể... những cái icon. Anh đâu biết sẽ yêu anh nhiều thế. Giờ đây chia tay, anh không biết sẽ đau thế này. Sẽ làm thế nào. Alo. Alo, Khởi My đến từ chương trình Alo Alo đây ạ. Alo, alo. Alo, xin chào bạn. Dạ, dạ, chị là chị Khởi My hả? À, bạn ơi, Khởi My đây ạ. Khởi My gọi đến từ chương trình Alo Alo. Dạ, trời, em thích quá. Vâng, Khởi My xin chào bạn. Tại vì ngày hôm nay chương trình Alo Alo đang phát trực tuyến trên website Dê Quan. Chắc là bạn sáng giờ bạn bận công việc nên không xem được đúng không? Dạ đúng rồi chị, em đang có công việc. Trời ơi, mừng. Vâng, Khởi My cũng hiểu được cái tâm trạng của bạn. Và Khởi My cũng rất là vui khi được kết nối với bạn. Và hiện tại đang ngồi cạnh Khởi My đó chính là ca sĩ Thanh Duy. Một idol rất là lớn của bạn đây. Bây giờ bạn sẽ nói chuyện với anh Thanh Duy nhé. Xin chào, dạ. Xin chào em Rainbow. Anh đã vừa đọc thư của em đây. Và anh cảm thấy rất là vui luôn á. Bởi vì em viết những cái dòng thư, những cái dòng chữ mà em viết trong này tình cảm quá. Mà đúng là từ lâu rồi anh mới nhận được một lá thư mà được fan viết bằng thư tay luôn và gửi cho anh. Đầu tiên thì phải nói là anh xin cảm ơn em rất rất nhiều về lá thư này Rainbow nha. Dạ dạ cảm ơn. Bạn có điều gì muốn nói với anh Thanh Duy không? Dạ anh Duy ơi,
Ơi. Em chào anh Duy, anh chào Đông, em. Chị My nữa. Chào em vui quá. Em không ngờ là lá thư của mình viết lại được đến tay của anh Duy, một người mà em rất là hâm mộ, rất là yêu thích. Vâng, cảm My hiểu được dạ, cảm xúc của bạn anh lúc Duy này. Ơi, ơi. Như em có chia sẻ trong thư anh, em cũng có đăng ký học ở Bộ Ngoại giao mà chưa được học tiếng Anh và bằng thầy Thanh Duy. Và vậy hôm nay chắc em là phải bắt anh hát một bài tiếng Anh để em nghe mới được. Một ca khúc tiếng Anh thật là sôi động tiếng Anh. Để mình có thể kết thúc chương trình ngày hôm nay luôn trong một không khí thật là tưng bừng hoành tráng. Rồi, anh sẽ hát một bài mà anh rất thích. Một bài mới của cô ca sĩ, cũng là một ca sĩ hiện tại anh cũng thích, rất thích, cực thích cô ca sĩ này luôn. Của Lady Gaga. Và bài hát này là nói về là mỗi người chúng ta đều sinh ra có một cá tính riêng, có một cái vẻ đẹp riêng, có những cái điều mà luôn khiến chúng ta nên tự hào về cái những gì chúng ta đang có, bởi vì chúng ta được sinh ra như thế. Bây giờ anh xin mời em, và vì đây là một ca khúc sôi động thì anh hy vọng là khi mà nghe qua điện thoại em cũng sẽ nhún nhảy theo nó. Và đặc biệt là hai anh chị Khởi My và anh Don cũng sẽ ở đây và sẽ nhảy múa cùng anh bài Born This Way của Lady Gaga nha. So hold your hand up girl and you go far. Listen to me what I say. I'm beautiful in my way, cause God make no mistake, I'm on the right track. Baby I was born this way. Don't hide yourself and regret, just love yourself and just say I'm on the right track. Baby I was born this way. And all that I know all the way. Baby I was born this way. Baby I was born this way. Born this way. Oh baby, I was born this way. The right track. Baby, I was born this way. Don't be a drag, just be the queen. Don't be a drag, just be the queen. Don't be a drag, just be the queen. Don't be. You want the stars, so love your friend. Damn it, study, shine the truth. In the religion of the insecure, I say, be myself, respect my youth. Now, it's not a sin. Capital H, I am. Hey, hey, hey. And all my life, and yeah, what can I mean? I'm a little bit. I'm beautiful in my way, cause God make no mistake, I'm on the right track. Baby, I was born this way. Don't hide yourself in this way, just love yourself and just set. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Ooh, there ain't no other. Vừa gửi đến một ca khúc rất là sôi động của ca sĩ Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Dạ, em rất là thích. Xem xong thì em nảy ra một cái ý kiến này nữa nè anh. Bây giờ em thấy chương trình nãy giờ á, em có một cái suy nghĩ nhìn mình bây giờ nha. Anh Duy nè, anh Đăng Nguyễn nè, chị Khởi My nè, cùng nhau mà quậy hài hước lên cái diễn lại cái bài Là Con Gái Thật Tuyệt cái anh. Là Con Gái Thật Tuyệt không, hả? Không, anh không đồng ý bên này. Nhạy cảm quá, anh không nhạy chơi. Nhạy cảm quá đúng không? Anh không chơi. Vậy thì Khởi My có một cái ca khúc này cũng rất là vui. Rất là dễ thương. Không phải là cái thực tiệt đâu, đoan khỏi nhá em. Nhưng mà đừng nói là nhạc thiếu nhi nha chị, nhạc người lớn. Nhạc người lớn ha. Bây giờ nhạc mà nhảy như thiếu nhi. Bây giờ hát bài Vì Sao nhưng mà theo remix, theo nhạc nhanh, nhạc mạnh được không em? Dạ được anh. Được đúng không? Rồi, okay. Bây giờ hát bài Vì Sao theo tông thấp thôi nha anh. Rồi, đừng cao như hơn nữa nhé. Để anh kiếm đầu cụ. Là bây giờ mình hát tông nhanh cụ. Nha. Rồi,